Xin chào toàn thể các bạn trên kênh của ông Dòng Vlog. Sang tháng 9 là tháng chốt phun hãm răm đào, để cây đào chuẩn bị vào mắt lụ đào. Chính vì vậy, như mỗi năm chúng ta để cho cây đào ra lụ tự nhiên, không can thiệp vào cây đào về lụ nhiều hay lụ ít. Lụ nhiều hay lụ ít là nhờ vào thiên nhiên, chờ thiên nhiên. Nhưng năm nay chúng ta áp dụng công nghệ 4.0 cho cây đào lẩy mầm lụ, bằng việc chúng ta phun thuốc tạo mầm hoa, thuốc Blom nhập khẩu từ Mỹ, được phân phối trên kênh ông Dòng Vlog. Công nghệ này miền Nam đã áp dụng lâu rồi, không còn xa lạ với bà con người miền Nam. Nhưng với cây đào miền Bắc thì lần đầu tiên chúng ta can thiệp để cây đào sai lụ, lụ to hơn, ra đều cả ba răm trên cây đào. Không ngoài mục đích tăng lụ cây đào lên gấp rưỡi và tăng thu nhập của người trồng đào cũng lên gấp rưỡi so với mọi năm. Lụ sai, hoa đẹp, lụ to, ắt cây đào sẽ có giá. Tháng 9 và tháng 10 là tháng tạo mầm hoa lụ, rất quan trọng cho cây đào để chuẩn bị bước vào mùa đông. Tháng 11, tháng 12 cây đào sẽ ngủ đông. Đấy, có hùng đào 2 năm này. Hôm nay bắt đầu đi khoanh cuốc gốc ra này. Đảm bảo cho đào ngày Tết bà con chơi thoải mái, không là sợ héo nhá. Cường cao cái thuốc tạo lụ mầm hoa Blom. Đây là Blom của ông Dương Vlog. Của anh Lốc, anh Lốc. Phun hãm mẹ quá đỉnh luôn. Dâm lụ dày chát. Kích lụ. Kích lụ lên này, to này, như các bạn nhìn này. Ngang gần gần bằng hạt đỗ. Thanh gốc này là gốc 2 năm. 2 năm hết đấy. Bên kia 1 năm. Bên nào? Đây. Đây cây này là 2 năm. Đây đi thả sơn này. Thả cái ruộng đẹp lắm. Đây, cái gì? Đầu tiên đẹp lắm. Được là? Đúng hướng thì đi vùng quanh ruộng. Đây ngồi này ngược hướng đâu. Đây, cái cây này năm ngoái, cây này mới đẹp rồi. Được. Cháu ở tổng nhà Thanh là bao nhiêu cây? Cháu có 70 gốc đi chậm nữa nhỉ? 70 gốc à? 100 gốc nhưng mà chế độ khoảng chế độ đừng đi mưa, bão. Lý do là sao? Bão ấy nó chết bị ấy. Thanh chắc là không xem clip của ông Dòng. Có cho xem nhiều. Đây đây, ông cái gốc này tẹ không phải ấy, nuôi từ bé lên ấy. Ừ. 4 5 tuổi. Sao đó. Sao là không đánh 1/4 lấy? Đây Thanh vẫn đánh được nửa không ạ? Đây là một nửa luôn gần ạ. Có ít thì cứ đi thay. Thay nhưng mày mày cứ nghe ông Dòng, mày cứ đánh 1/4 xong là tuần nữa mày lại ra đánh. Vâng. Chứ đừng đánh, đừng để cho cây nó sốc. Thì cứ dòng vào thì thấy hôm nay rỗi rỗi thì ra đánh, nó đang xanh hoàn lại hết. Bây giờ là còn cái cây nào đánh 1/4 ra. Còn cây nào đánh 1/4 thôi. Đừng đánh quá. Đừng đánh cho xong lần. Đánh phải làm nào đào mình nó đẹp. Cái thay chưa? Phun cái ấy này nó có nụ từ năm 3 đến năm mấy đấy, không phải chuyện đâu. Đây là công nghệ đấy, không mình đừng bỏ công nghệ. Không theo cổ được luôn ạ. Nói thật mình phải áp dụng chứ không thể. Bây giờ miền Nam nó dùng lâu rồi. Các nước có dùng lâu rồi. Đấy cũng đấy là có năm nay không hay nào. Năm nay đi làm ông thì lá xanh không? Xanh. Đây gì? À, một năm đây. Tổng ruộng này là bao nhiêu? Tổng này có 40 gốc không ạ? 40 gốc. 40 gốc đào phai hết. Đỏ đấy, toàn đỏ đấy. Toàn bộ đỏ. À, tương nào đâu mấy chết. Đồ ghép sao đấy không ạ? Thế sao không, thế là bao nhiêu gốc tất cả đồng toàn đỏ? Thì tổng ở đây là 40 gốc, có 20 gốc đào 2 năm, còn 20 gốc đào 1 năm. Toàn bộ ruộng này đỏ. Vâng, đỏ hết, không có coi là phai. Thế là phải chọn. Còn ruộng nào phai không? Chấm đầu đỏ. Sao lại đánh một lượt à? Thị trường này có khách ăn đầu đỏ, khách ăn đầu phai. Vâng, nên mình phải dòng đáng một nửa là phai, một nửa là đỏ thì nó bao rộng đẹp. Kinh nghiệm như thế. Thanh hiểu chưa? Vâng. Đây cái cây này 1 năm này. Đấy, từ luống kia 1 năm, từ luống bên kia sang bên này. Đây là cái lá ở đây thì chia sẻ các bác, cái lá này nhiều chậu này, lên chậu nó giữ được lá mới là chuẩn. Đây, những cái cây này là đây gió bão nó ngả đủ. Cái này
Cái này là ổi không? Bán đủ không biết là cứu được không? Cứu được nhưng mà bán nó rẻ đi chút. Rẻ thì không bán, để dọc 2 năm những cây kia thì cắt rồi. Cái gì? Như cái hai có hai cây. Ừ, nếu cái này nếu để sang năm thì lấy gốc để sang năm thôi, chứ còn bán thì nó rẻ rồi. Bán gì gốc. Gốc này bị chống chính không buộc đâm ra đủ hết tổng chống này, đâm gió lay là ngọ ranh kia đủ hết đây này. Đây là cây gốc đào ấy. Cưa gốc. Cắt gốc. Đấy, cây này không biết là cứu được không? Cái này cứu đây, cái này được đây. Cái này qua vừa cắt đi thấy không cứu được, cắt luôn. Cái gì? Cái này. Cắt bây giờ nó rét khó trồi lắm, cây kia. Thì cứ để đấy cho nuôi dễ. Hả? Cho nuôi dễ tốt. Dưới cái dễ. Đấy nhìn nè, cái tay của nó to kia chết phí. Cây này đẹp không luôn. Cây này cây đẹp quá, tay uốn như là móng rồng nhỉ. Cái này khả năng không được Thành ạ. Vâng thì đang bảo nó anh sợ không phải, mình phải hiểu cái lá nó xanh được qua bão là nhờ cái nhựa ở cây nó tiết ra thôi. Hiểu chưa? Chứ còn bản chất của nó là dễ hỏng rồi. Đang bảo xem cứ được dễ không, nó băng lên mình dựng lên kiểu dễ nào thế. Đúng rồi. Bây giờ đào thì nó lại không ưa nước mà khô lại không được. Bị mất độ 3 cây đấy. Còn những cây kia kém không nói. Đây đào đào bích, à đào đào bích. Bích hết đấy. Đào bích nên răm nó dày. Nghe ông cứ phun cái tạo hoa cho nó dễ xít đấy, rồi. Đấy, vẫn này thôi. Tạo hoa tháng đấy. 9 này là phun à. Cho nó nụ nước con dày dặn ra. Đúng rồi, cho nó đẹp ra. Chi phí mỗi cây chỉ độ 10.000 thôi. Là thêm được bao nhiêu hoa, nó đẹp. Cây này tốt quá, phải hãm trước này, cua gốc luôn. Thành này. Cua gốc tiền cho nó hãm dần, không nó lên tốt. Ông Long khuyên là đừng, bây giờ đừng đại ấy nữa, đánh mình lấy phần tư. Bây giờ phải tầm nửa tháng nữa nó sùi dễ kia ra, mình không lấp vào. Bây giờ còn gốc nào mà ruộng chưa đánh thì ông Long bảo là đánh một phần tư Thành nhé. Vâng. Đánh phần tư, đánh dần dần để cho nó ý đồ, để cho nó khởi trột cái cây đào đó. Chứ không phải là lười, không phải là đánh để làm gì. Mục tiêu là cây đào nó bị xuống từ từ. Thành hiểu chưa? Thành là chưa nghe xem kênh của ông Long mới phải không? Xem đây. Ông Long mới phát khoảng tuần nay mà. Tuần nay. Cái chia sẻ về cả trước ngày bão đã xem rồi. Trước mà chưa chia sẻ về cái đánh gốc. Trước chia sẻ đánh gốc. Đánh gốc là mọi năm thế này, đánh theo các cụ là cứ một nửa là phẹt, xong là phẹt nốt một nửa thế là cho lên. Còn hoa lở thì lở, không lở thì thôi, không quan trọng, nhưng năm nay có cái này coi ơi. Cái này là quyết định. Đó, hoa lụ đây. Hoa lụ đẹp này. Mọi năm là để tự nhiên Thanh hiểu chưa? Được. Nó ra thì ra, không ra thôi, mình không đứng nhìn cây thôi. Nên nay nó công nghệ áp dụng thì nó khác. Cây này móng dài đẹp thế. Năm ngoái là bán cho món nào? Năm nay mới rồng bán gì? À, chứ mọi thế nó mọi năm làm gì? Món đi mua về rồng, mua về bán. Không, mọi năm trồng gì? Chẳng trồng gì. Buôn đào à? Buôn về bán. Dân buôn đào. Năm nay lại bán đào rồi. Không nhận không? Đấy, những cây này ngoài mua buôn về bán, thuê người ta thuê đấy, mau về dòng lại đấy. Thế? Chỉ cho thuê thôi, không cho gửi. Không gửi, gửi dòng nó khó lắm. Lúc chết, lúc hỏng. Đúng rồi. Hỏng như ăn nói nó cũng khó. Tất nhất là cứ thuê, không mình lấy gốc và mình dòng. Giờ ông chụp đây, tối trưa với ông lại khuyến cáo. Thanh này chắc là không xem được. Ông mới khuyến cáo có một tuần rồi. Đánh một phần tư. Đánh phần tư thì ruộng này đánh buổi sáng là xong. Cuốc một lúc không còn cuốc sâu vừa đâu. Cứ cuốc dần dần đất dễ. Đây là của Thanh làm đất dễ một nửa này. Nửa hết. Đất một nửa hết. Nửa đất phần tư thì giữ được. Ở đây chia sẻ với bác là cái cây đào lớn được là giờ cái lá nhá, kiểu như phổi nó là hấp thụ ấy, quang hợp. Nên là bình thường mà để dụng lá nó kém. Đấy, bây giờ để này xong rồi nửa tháng lấp vào thì nếu kém quá lại tưới vắt kích dễ. Xong phải tưới chứ không phải. Lại lấp vào tưới kích dễ. Phải tưới dễ. Không, nó đã kém đi. Các bác chỉ cuốc một phần tư thôi nhé. Đây nhà Thanh thì chắc là không xem ông Long khuyên. Tức là thời trước các bác là tiến khoanh gốc là theo kiểu cổ rồi. Còn bây giờ là áp dụng, không cần khoanh, không tiến hoa nó ra mà. Nó có thuốc cơ mà. Là cái hoa đào này nếu mà muốn nở tháng 11 nở được. Phun này mạnh nở được. Thế mạnh thì phun, cần thì phun, phun là tận 3 lần. Cái gì? Mày cần phun tận 3 lần. Phun nhẹ, phun từ từ để nó đẹp, không dám phun đấy. Mới hai là năm nay cái nếu mà phun lúc này thì khả năng thì 40 ngày chăm tốt lá. Tức là mình phải xem lụ của mình chứ không phải lấy. Tức là không phải ruộng nào giống lúc nào. Thằng Nguyên ông ngoái cũng mua thuốc kích hoa, kích mầm hoa mầm nụ ấy, phạt lá sớm nở sạch.
Đúng rồi. Vặt đấy, vặt đồng loạt hả? Vặt nó ngắn, nó trong nó ngắn tí này. Không, nhưng mà vặt hết. Vặt hết mà. Sao lại dại nữa? Vặt hết mà nó phun thuốc dụng lá nó dụng xong còn ít. Cái đào này này rất nhiều người hỏi là dụng lá cho xong lần đỡ vặt, nhưng đào gốc để 4-5 triệu là lên phải mình phải thuê tỉa dần ở trên. Cho hết vặt chậu xong vặt. Vặt đẹp hơn là ấy, nhưng mà đào huyền nó dày xít nó nhiều ấy, mà nó cao về cái giáo ấy thì là phun loại thuốc dụng một nửa thôi, không được phun dụng hết. Chứ thuốc này, thuốc kích lụ này nhá, là cái mầm lá này ở đây nó mi thành này nó sẽ to nó khác, nó không thâm đen, tháng 12 không thâm đen, nó thành lụ hết rồi. Vặt lá là nó vặt đấy. Lụ như hận như hạt đỗ. Đúng rồi, chuẩn, nó phải như thế thì cây đào mới đẹp. Nhà đằng Nguyên nó nảy xanh toàn như hạt đỗ hết mà nó nở, nó trong nó ngắn đâu, nó nở một loạt luôn. Thế nhưng mà nó vặt trước hả? Thì nó vặt kiểu như đào. Vặt 60 ngày gì? Nó vặt cái đào kiểu như là mình đi vặt đào bình thường. Ôi giời. Không có nã này. Mình cái này cái loại này cứ phải tầm cuối tháng 10 là vặt rồi. Cái gì? Cuối 10 chưa vặt thế đấy là tháng 11. Chuyện này. Cuối nếu mà phun cái này phải đôi mươi, thậm chí đôi mươi tháng 11 mới được vặt. Còn cây nào mình ý đồ mình bán trước, mình phải có ý định của mình. Cây ruộng nào bán trước ruộng nào bán sau thì nó mới nhàn mình chứ, phải đồng loạt hết bán có phải dại à. Những cây to cây đẹp là ưu tiên bán trước. Bao giờ người ta mua cây đẹp ưu tiên bán trước. Lỡ trước lợi dụng ngày. Nhưng mà nếu là nhà Ngân mà cứ vặt được nửa hai vợ chồng hoặc thuê nhá, mình cứ vặt độ 1/3 xong lại vặt 1/3 cứ quay vòng lại, vẫn là vặt nhưng mà nó quay vòng. Cháu năm nào chỉ vặt thành 3 nước. Đúng rồi, 3 nước. Cái dài đi trước xong cái ngắn thứ hai đi hai. Chuẩn, đấy thế mới có kinh nghiệm thế mới. Cũng vặt 1/3 mà. Ừ. Thế thanh là chưa ấy hả? Phải vặt nhá. Không biết ông để xem có thuốc dụng lá không, thế nhưng mà nếu đào gốc đào đẹp đào giá trị là cũng nên vặt. Không nên phun như là nói nó sẽ dụng ngay, nhưng mà giả sử như mình phải tính toán không cần phun thuốc dụng lá. Lụ nhà mình mà to là mình phải vặt lá chậm, vặt dần mới. Thứ hai là ruộng nào ý đồ mình bán trước mà có khách đặt trước là mình người ta yêu cầu là mình vặt theo yêu cầu người ta. Giả sử ruộng này là 10 người ta phải lác đác có hoa là mình phải vặt sớm. Ruộng nào mà bán đôi mươi là phải vặt 10 lác đác có hoa là vặt từ tháng 11. Đúng rồi, tháng 11 dằm tháng 11 thì không đầu rồi. Dằm tháng 2 được 1 tháng rồi. Nhưng mà bơm kích lụ này mà lụ nó to như hạt đỗ thì thậm chí vẫn phải đôi mươi mới vặt, đôi mươi hoặc cuối tháng mới vặt được. Đấy, nó lại căn cứ cả thời tiết đó chứ khó chứ không phải cứ nói này là xong, nó không như cô giáo dạy 1/2 thanh hiểu chưa? Năm ngoái nó không ấm, nó nó phải vận dụng. Nhưng năm nay là sẽ rét đấy. Năm nay là rét đó, cây đào này đến nói với thanh chỉ đến sang tháng 11 là ngủ không làm gì được. Không thể kích nụ nó không phát triển, nó làm ngủ kiểu như thằng ngủ nó không ăn nữa. Đấy mình phải hiểu thế. Nên là hoa lụ đẹp là quyết định tháng 9 10 này. Phun này này. Tháng 11 là không có cơ hội để kích hoa kích nụ rồi. 11 thì vật lá thì mua. Ừ. Thế. Thế là mình phải tính toán chứ không phải không. Tức là không phải là 1 cộng 1 2 có khi thời tiết lại khác mình lại phải chỉnh. Lụ cây đào của là cũng phun. Hờ ngần. Cũng phun cái đấy nhưng mà quá ruộng mắt sẽ to hơn, quá ruộng mắt bé hơn. Đấy mình phải căn cứ xong rồi cứ thống nhất nhau đấy là. Tất cả là hoa vẫn là thời tiết hết. Cuối cùng vẫn phải hoa lụ đúng hoa Tết lụ. Ông muốn làm gì nào? Làm. Ừ. Thế là cây này là mua lại à? Không, của mình. Đâu là ngoái khoanh đây. À, năm ngoái là mua xong rồi. Người ta khoanh. Mua người ta khoanh. Đây các bạn này, khoanh cái này là cổ rồi. Thời các cụ rồi. Giờ không phải khoanh nữa, cứ thế là phun thôi. Phun nó còn nở trước được tháng 11 nữa mà. Cái này, cái thuốc này ra trái vụ chứ. Sầu riêng ăn trái vụ chứ, có phải là sầu riêng ấy. Cái này dùng cho sầu riêng đấy. Sầu riêng thì nó quanh năm đấy, mình hiểu chứ không phải. Nên là không phải tiễn các bạn, không phải tiến mà. Bây giờ thanh có cuốc thì nếu lứa nào cuốc 1/3 nhiều. Nhưng mà thanh cuốc là hơi sớm. Thanh cuốc là hơi sớm. Cái này nói thanh nhá, chứ không ai bảo à. Cái này mà ra rễ dài quá mình chặn lên lại kém gần như là đào mới. Khi mà cuốc lên rễ nó chỉ thế là vừa, nếu rễ dài thế lại hỏng lại héo cái cành, lại héo lá. Đấy, nó phải tính toán. Nên ông rong bỏ cuốc độ 10 thì cái rễ mà khi mà nó lên chậu nó chỉ thế này thôi, không bị sốc, nhưng mà rễ của thanh khả năng nếu mà lấp vào giờ lại ra cái này đấy. Cái rễ đào ra rất nhanh. Đấy mình phải căn cứ thế không. Bởi vì cái độ đất của nó chưa khô. Đúng rồi. Nên tại sao cuốc 20-15 là phải tính toán cây đào của mình. Chứ không phải không. Nó ra rễ quá dài quá lên chậu lại héo. Héo là kém. Đừng để cây đào mất nước. Nên là thanh cuốc hết một nửa hả? Cuốc hết
còn một số nào một năm thì chưa cua. Bây giờ mày nghe nhá, ông bảo mày vùi lại, còn đấy là nghe, tùy theo cháu, còn ông khuyên là bây giờ vùi lại đến đây hôm 20 không 20 chỉnh lại, không phải vùi lại, không ảnh hưởng. 20 tháng này bắt đầu mới 1/3 phối ra. Cái rễ này mà dài quá các bác ạ, là cây đào lên vẫn héo. Chặn thì chặn nhưng mà rễ non bị dài quá, cái này nó mới là nó ra rễ ngay. Giống đào nó ra rễ rất nhanh, bản thân của nó đấy. Cứ lấp lại thôi ạ. Lấp lại xong đôi mươi cứ chỉnh 1/3, chỉnh 1/3. Cho nó đẹp là đừng để sốc cái đào. Chứ bới là hơi sớm, mới thành bới quá sớm rồi. Sớm quá nó ra rễ non các bác. Tại sao phải bới sớm mới muộn? Vì còn 2 tháng này nó thanh làm là cái đào thật khỏe để nó dưỡng chất. Vì sang tháng 11 là cái đào bắt đầu ngủ im không động. Nên cây đào dốc lên xong dầu xuống nó có ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Tháng 11 là cây này cái dốc hẳn lên xong lại cắt hết xong là dòng lại sống. Nhưng tháng này dốc chết ngay. Đấy. Mình phải hiểu nguyên lý của nó. Nó ngủ. Tháng 10, tháng 11 là cây đào đang cần rất dinh dưỡng. Lô. Thế là cậu ruột Ngân thật à? Có rồi, chuẩn bị đi. Vâng, em ruột trắng. Sao không vào lắm? Bảo nó biết là nó đi mới. Đi đâu? Mới là trước nó sớm quá, nó dài dễ, hiểu chưa? Ông bảo sang tháng thì mới nhưng mà chắc... Sang tháng phải đôi mươi. Ông phát trên kênh thì đôi mươi đây. Vừa phát qua đôi mươi. Cái này bây giờ vùi lại được. Cứ lấy sàng hất lại được. Cứ đừng động đến, xong là phun cái này. Không cần khoanh. Cái này ngần khoanh cho chứ. Tự nó khoanh lấy. Thế mà may không chết cái nào nhỉ. Năm nay nó mưa nhiều chết à. Cây gốc này của thanh nặng sạch ấy. Sạch, bóng, chỉ có mặt tiền được ngoài vào trong. Đây nhìn gốc cái này. Gốc mới lại tán nữa. Không, mà buồn cũng tình nó nhìn gốc cái này. Nhìn gốc mà cái tay quấn này là biết mà. Các bác xem mà.